Bưởi đây, bưởi đây, ăn một bưởi không? Ăn một gà không? Đây là gà xiên quay nha các bạn nhá. Mình thức dậy từ 5 giờ sáng để làm đấy nha. Thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng làm. Xạo đấy. Thật ra cái này á, Thanh phải làm đi làm lại mới xong cái đấy. Cái này không được phải bỏ, cái kia không được phải bỏ. Nói chung rất là tiếc luôn ý. Đầu tiên mình vào video mình sẽ cạn ly với người nhá. Anh em mình cùng cạn ly nào. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Ừ, gà ngon quá mọi người ơi. Mình chưa ăn. Hồi nãy thì làm trong bếp ăn vụng vài miếng, nghỉ nó ngon. Ngon quá. Đây nha mọi người, đây là đùi gà bưởi của mình mọi người nhá, mọi người nhìn này. Wow, có cả sữa thiên nhiên và tất cả các thứ mọi người ạ. Wow, mọi người có sữa dính hết đây này mọi người. Đây có sữa mọi người nhá. Đây, cái bún rất là to nên mọi người ạ. Rất là yêu luôn. Nếu như ai muốn mua bưởi của mình thì các bạn hãy comment vào Facebook của mình nhá. Facebook của mình là Thanh Su Su nha. Anh này giờ giống YouTube nha mọi người. Nếu ai có yêu cầu kết bạn thì nhớ Zalo cho mình nha. Wow. Còn bên đây là rượu vang nha mọi người. Để mình nhậu cùng mọi người đây ạ. Làm hết ngả các cây này. Mình dậy từ 4 giờ sáng để làm đi các bạn ạ. Hồi nãy mình cho mọi người coi cái đùi gà của mình. Chắc mọi người không nhìn thấy được sữa đúng không? Thì đây, mình cho mọi người coi luôn nha. Lấy cái bưng lên cho các bạn coi nha. Đây. Wow. Đây. Rất là ngon đấy mọi người nha. Wow, mình sẽ ăn cái miếng ở dừa trước mọi người nhá. Ok, Thanh ăn miếng ở dừa trước nha mọi người. Ngon quá. Các bạn nhìn tầm thường thôi, thật ra ăn rất là ngon đấy mọi người ạ. Wow, chua quá mọi người ạ. Lúc đầu nghe ông chủ quán ông biểu là ăn rất là ngọt, nhưng mà về mình ăn rất là ngon. Đúng là bán hàng ấy có khác, mình thương tiền quá mình lại mình mua thôi mà. Ồ mà quên mất. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Các bạn đang nghe tiếng nước chảy ngoài trời đúng không? Tiếng gì ra gì ra đúng không? Thật ra tớ đang ở Hải Dương mọi người nhá. Hải Dương trời đang rất là mưa nha mọi người. À mà quên, các bạn hãy nhớ. À mà quên, các bạn hãy nhấn like và share và đăng ký kênh hộ mình nhá. Video ngày hôm nay mình sẽ làm khoảng 5 phút thôi nha mọi người nhá. Cái đùi gà của mình ý. Mình gọi nó là cái đùi gà hoặc là đùi bông ý mọi người ạ. Chứ không phải là chứ không phải là cái gì ta. Cái này ý, mình phải gọi nó không phải là cam bưởi mọi người. Đấy là đùi gà đúng không các mọi người? Đùi gà. Ăn mãi rồi phải chán quá. Tô phải phát cái đã. Mình ăn rẻ thôi, tối nay mình ăn tiếp nữa. Rồi. Làm chưa hết cả cạn ly rồi mọi người nhá. Mọi người ơi, cái này rượu vang đấy. Rượu vang ngọt lắm, nó không cay cay chua chua cũng người ta bán ngoài chợ đâu mọi người ạ. Wow. Chua chua ngọt ngọt. Có vẫn là thịt nướng đấy mọi người ạ. Và đây là clip của mình hết rồi mọi người. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người năm mới là an khang thịnh vượng, sắp hết 2021 rồi nha mọi người. Chúc mọi người một buổi tốt lành nha.